Hôm nay, Ninh Thuận ghi nhận thêm ca mắc Covid thứ hai, cũng vừa từ Malaysia trở về. Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ký quyết định cách ly y tế toàn bộ khu vực thôn Văn Lâm 3. Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu test nhanh COVID-19 ngay tại sân bay. Xuất hiện những kẻ mạo danh cán bộ y tế đi phun hóa chất phòng chống dịch COVID-19 để thu tiền. WHO xác nhận 2 nhân viên nhiễm virus SARS-CoV-2. Tắc nghẽn giao thông tại biên giới châu Âu vì kiểm tra sức khỏe. Xin chào quý vị, những biện pháp kiểm soát dịch bệnh được siết chặt thì đương nhiên là sẽ ít nhiều phát sinh thêm những trở ngại nào đó cho mỗi công dân. Nhưng lúc này đây, những động thái vì sức khỏe cộng đồng của các quốc gia đều cần có sự chung tay và chia sẻ của mỗi người dân chúng ta. Quý vị hãy cùng chúng tôi lan tỏa tinh thần chung sức chống dịch đến từng người, từng nhà. Bản tin toàn cảnh phòng chống dịch của chúng tôi được công chiếu và đăng tải trên các trang fanpage của Trung tâm Tin tức VTV24, báo điện tử VTV News và chuyên trang y tế 24h.vtv.vn. Sau khi tỉnh Ninh Thuận ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên từ Malaysia trở về, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo những trường hợp từ Malaysia trở về hãy liên hệ ngay với cơ quan y tế bởi tại đất nước này số ca mắc COVID-19 đang tăng nhanh, đồng thời lại vừa có sự kiện tôn giáo tập trung đông người. Đến hôm nay thì Bộ Y tế cũng đã công bố ca bệnh thứ hai ở tỉnh Ninh Thuận và cũng vừa từ Malaysia trở về. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ cập nhật trong phần điểm lại diễn biến dịch bệnh trong ngày ngay sau đây. Ngày hôm nay 18 tháng 3, Bộ Y tế thông báo đã có thêm 9 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Đáng chú ý, trong đó có bệnh nhân thứ 67 là nam, 36 tuổi, địa chỉ ở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Bệnh nhân là người đi cùng bệnh nhân số 61 đến Malaysia ngày 27 tháng 2 và về Việt Nam ngày 4 tháng 3 trên chuyến bay VJ826 từ Malaysia về cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Hiện bệnh nhân này đang được điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Các ca bệnh khác chủ yếu ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, hôm nay có 2 tỉnh lần đầu tiên ghi nhận ca bệnh là Phú Thọ và Hải Dương. Như vậy đến nay Việt Nam ghi nhận tổng số 75 trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại 15 tỉnh thành phố. Như vậy tính đến thời điểm này thì Ninh Thuận đã có 2 ca bệnh COVID-19 đều ở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam. Ngay sau khi có bệnh nhân đầu tiên, tức là bệnh nhân số 61 của cả nước thì tỉnh này đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách. Ngay trong tối qua thì Chủ tịch UBND của tỉnh Ninh Thuận đã ký quyết định cách ly y tế toàn bộ khu vực thôn Văn Lâm 3. Bắt đầu từ 20 giờ ngày 17 tháng 3, thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam đã được cách ly y tế bằng 4 chốt chặn trên các tuyến đường vào thôn. Mỗi chốt bố trí lực lượng công an, y tế, cán bộ xã, mặt trận đoàn thể trực 24/24 giờ với phiên trực 3 ca một ngày. Có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa người và phương tiện ra vào khu vực cách ly, lập danh sách đo thân nhiệt, kiểm tra tình trạng sức khỏe tất cả người được phép ra vào khu vực cách ly. Thôn Văn Lâm 3 có 981 hộ với trên 5.000 nhân khẩu. Hiện đây cũng là địa bàn đang bị ảnh hưởng nặng nề của tình trạng hạn hán, đất nông nghiệp phải ngưng sản xuất. Vì vậy, phương án đảm bảo nước sinh hoạt, hàng hóa, lương thực và các nhu yếu phẩm phục vụ đời sống của người dân trong thời gian cách ly cũng đã được chuẩn bị. Ngoài cách ly tối thiểu 28 ngày với thôn Văn Lâm 3, đến thời điểm này, tỉnh Ninh Thuận cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất 4 khu vực cách ly tập trung. Hiện còn hơn 50 trường hợp mắc COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế. Đa số bệnh nhân có tình trạng sức khỏe ổn định, chức năng sống được kiểm soát. Tuy nhiên, có 3 ca thì tình trạng sức khỏe đang diễn biến xấu do kết hợp các bệnh nền, bệnh mãn tính phức tạp. Có 3 bệnh nhân có biểu hiện nặng, đã có một trường hợp diễn tiến là phải sử dụng thở máy, lọc máu. 3 bệnh nhân của chúng ta đang điều trị mà có diễn tiến nặng. Bệnh nhân có tuổi cao và có những bệnh của người cao tuổi như các cái bệnh rối loạn chuyển hóa, các cái bệnh về tiêu hóa vân vân, và đặc biệt là có những cái bệnh nền như đái tháo đường, như tim mạch, tăng huyết áp mà chúng tôi đang tích cực hiện nay đang triển khai các biện pháp để điều trị, hồi sức cho bệnh nhân. Để tăng cường phòng chống dịch thì bắt đầu từ ngày hôm nay tại cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia cũng đã tiến hành triển khai test nhanh với các hành khách đi về từ vùng dịch. Đây là một trong những giải pháp để phát hiện sớm người bệnh COVID-19.
Như vậy là việc test nhanh đã được thực hiện đồng loạt ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị đã tiến hành phân luồng để các hành khách khai báo y tế và di chuyển đến khu vực lấy mẫu kiểm tra nhanh. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố cho biết đến nay đã có khoảng 10.000 kit test nhanh sẵn sàng sàng lọc người bệnh. Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị thực hiện tốt việc phân luồng, tránh ùn tắc và đảm bảo ưu tiên cho người già, trẻ em và phụ nữ có thai. Trong nỗ lực phòng chống dịch bệnh, vừa có một thông tin đáng mừng đến từ Bệnh viện Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh, đó là bệnh viện đã nghiên cứu, cải biến và sản xuất thành công máy rửa tay sát khuẩn tự động. Chỉ cần đưa tay vào phía dưới mũi tên màu đỏ, máy rửa tay sẽ nhận biết và tự động phun dung dịch sát khuẩn. Khi dung dịch đã đủ và người sử dụng rút tay ra thì máy sẽ tự động tắt nguồn, không phải chạm vào thiết bị, như vậy tránh được lây nhiễm chéo. Dự kiến đến cuối tuần này thì Bệnh viện Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sản xuất khoảng 100 chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động như thế này. Thêm một tín hiệu vui khác, đó là nhiều quốc gia trên thế giới đã đặt hàng Việt Nam sản xuất bộ kit xét nghiệm COVID-19. Các lô hàng dự kiến sẽ được xuất đi các nước trong tuần này. Thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ. Bộ sinh phẩm chẩn đoán xét nghiệm chủng virus corona mới SARS-CoV-2 do Học viện Quân y nghiên cứu và phát triển. Việt Nam hiện có thể sản xuất hàng chục ngàn bộ kit test mỗi ngày với mức giá khoảng 500.000 đồng cho mỗi lần xét nghiệm. Đáng chú ý là Việt Nam cũng đang tiếp tục nghiên cứu phát triển bộ kit test khác nhằm xét nghiệm COVID-19 nhanh hơn. Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên thế giới phát triển được bộ dụng cụ này. Tiếp tục với những thông tin cảnh báo đáng quan tâm. Tại tỉnh Phú Yên đã xuất hiện hiện tượng mạo danh cán bộ y tế đi phun hóa chất phòng chống dịch COVID-19 để thu tiền. Thông tin từ Sở Y tế của tỉnh. Cụ thể, có một đối tượng tự xưng là cán bộ y tế dự phòng đến cơ quan như là ngân hàng, trường học tại tỉnh Phú Yên đặt vấn đề phun hóa chất phòng dịch bệnh COVID-19 và thu tiền. Sở Y tế Phú Yên khẳng định là chưa cấp phép cho bất cứ doanh nghiệp, hộ kinh doanh nào làm dịch vụ diệt côn trùng, khử khuẩn trên địa bàn tỉnh. Nếu có phun hóa chất thì địa phương sẽ thông báo trước cho người dân và không thu phí. Sáng nay, đội quản lý thị trường số 17 của Quản lý thị trường Hà Nội đã tạm giữ 200 thùng khẩu trang, tương đương 500.000 chiếc khẩu trang không có hóa đơn chứng từ đang trên đường đi tiêu thụ trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không xuất trình được bất cứ hóa đơn chứng từ nào về nguồn gốc xuất xứ số khẩu trang kể trên, cũng như là hồ sơ công bố tiêu chuẩn kèm theo hàng hóa của nhà sản xuất. Thưa quý vị, kỳ nghỉ học kéo dài và chưa có kế hoạch đi học trở lại kéo theo nhiều mối lo cho các sinh viên đang sinh sống tại các khu vực ký túc xá trường học. Theo phản ánh của phóng viên VTV24 thì hiện nhiều trường đại học vẫn đang loay hoay cho công tác quản lý ký túc xá khi không biết cho sinh viên đi hay là ở lại thì có thể đảm bảo an toàn cho các em. Hạn chế đi làm thêm, tiếp xúc những nơi đông người là phương pháp quản lý chung mà nhiều ký túc xá quy định cho sinh viên trong mùa dịch. Em với bên gia sư cũng thống nhất với nhau là sẽ nghỉ trong vòng 1-2-3 tuần để đảm bảo sức khỏe mọi người. Tại ký túc xá ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ban quản lý cũng đã tăng cường các biện pháp phòng dịch cho sinh viên. Mọi lộ trình đi lại đều phải được khai báo đầy đủ trước khi sinh viên rời khỏi ký túc xá. Thế nhưng, việc sinh viên đi làm thêm hay thực tập ở ngoài trong thời gian này là điều khó có thể quản lý. Cái môi trường tiếp xúc của các bạn ở bên ngoài cũng rất là đa dạng và tương đối phức tạp. Chúng tôi luôn tuyên truyền vận động các bạn hạn chế đến những nơi đó ít nhất có thể. Nhiều ký túc xá ở các trường đại học đã lựa chọn việc đóng cửa vì bài toán đảm bảo sức khỏe cho toàn bộ sinh viên không phải là điều dễ dàng. Tại ký túc xá của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, dù vẫn mở xuyên suốt từ đầu mùa dịch, thế nhưng hơn nửa số sinh viên đã lựa chọn về quê. Phản ứng đầu tiên của bố mẹ em đó là bảo em về, bởi vì bố mẹ sợ ở trên này dịch bệnh phức tạp, ở gần bố mẹ thì sẽ yên tâm hơn. Mặc dù không tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh, nhưng mà em sợ là khi mà em vô tình đi thì có thể bản thân em sẽ có thể có mầm bệnh. Và khi em di chuyển thì chính bản thân mình cũng có thể vô tình đem nguồn bệnh đi đâu đó. Nhiều ký túc xá thậm chí có những biện pháp níu chân sinh viên như cung cấp miễn phí nhu yếu phẩm hay khẩu trang, nhưng cũng không thể đem lại sự an tâm khi kế hoạch đi học trở lại chưa được định sẵn. Điều quan trọng nhất trong công tác quản lý ký túc xá hiện giờ vẫn phải phụ thuộc vào ý thức cá nhân của từng sinh viên trong mùa dịch trước khi diễn biến dịch bệnh phức tạp hơn. Chuyển sang các thông tin quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa xác nhận 2 nhân viên nhiễm virus SARS-CoV-2 trong bối cảnh các ca nhiễm vẫn tăng cao trên thế giới. Hai nhân viên này đã rời khỏi văn phòng WHO ở Geneva, Thụy Sĩ và sau đó tại nhà, họ có các triệu chứng và đã được xác định mắc COVID-19. Hiện chưa có thông tin liệu hai nhân viên này có tham gia các nhiệm vụ liên quan chống dịch COVID-19 hay không.
Trụ sở của WHO tại Geneva có khoảng 2.400 nhân viên, nhưng giờ đa phần đã được cho làm việc từ xa để giảm nguy cơ lây nhiễm. Hiện trên toàn thế giới đã ghi nhận hơn 199.000 ca mắc COVID-19, 7.997 ca tử vong. Trong đó, Italia trở thành tâm dịch ở châu Âu với số ca mắc nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Tính đến 11 giờ trưa nay, Malaysia đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19 và 673 ca nhiễm bệnh. Trước diễn biến phức tạp và khó kiểm soát của dịch COVID-19, Thủ tướng nước này đã đưa ra lời khuyên tới người dân. Họ cần kiên nhẫn và bình tĩnh đối mặt, không nên hoảng loạn hay lo sợ. Đợt bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên tính từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 14 tháng 3, tức là trong 2 tháng rưỡi, Malaysia chỉ ghi nhận hơn 200 ca nhiễm. Tuy nhiên, nước này hiện đang phải đối mặt với một đợt bùng phát mới, khi mà chỉ trong 3 ngày, từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3, số ca nhiễm tăng vọt thêm 435 người và có 2 trường hợp tử vong. Hầu hết số ca nhiễm mới trong đợt bùng phát này có liên quan đến một sự kiện cầu nguyện tại Thánh đường Hồi giáo gần Kuala Lumpur với khoảng 16.000 người tham dự, bao gồm cả người nước ngoài. Trong số 14.500 người Malaysia tham dự, đến nay chỉ có 8.000 người chịu xét nghiệm bất chấp lời kêu gọi của chính phủ. Những buổi tụ họp của các giáo phái đông người trong không gian kín như nhà thờ luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao. Chính phủ hiện đang theo dõi những người đã tham gia sự kiện, kêu gọi họ đi xét nghiệm để có thể tiến hành các biện pháp phòng chống dịch tốt hơn. Một sự kiện tôn giáo đã khiến Malaysia trở thành ổ dịch của Đông Nam Á và cũng là nước đầu tiên trong khu vực này tiến hành phong tỏa toàn quốc để ứng phó với COVID-19. Chính phủ sẽ thực thi lệnh kiểm soát di chuyển bắt đầu từ ngày 18 tháng 3 và sẽ kéo dài trong 2 tuần, cấm mọi hoạt động tôn giáo, thể thao, các sự kiện xã hội và các hoạt động trong nhà. Trong thời gian này, người Malaysia không được ra nước ngoài và người nước ngoài không được vào Malaysia. Công dân Malaysia ở nước ngoài vẫn được trở về nước nhưng phải tự cách ly trong 14 ngày. Trường học các cấp, cơ sở kinh doanh đều phải đóng cửa, trừ một số cơ sở cung cấp dịch vụ thiết yếu như viễn thông, ngân hàng, y tế, cảng biển, sân bay, dịch vụ vệ sinh. Tại Philippines, các biện pháp mạnh nhằm kiểm soát dịch bệnh cũng được triển khai. Bộ Giao thông Vận tải Philippines ngày hôm qua đã tuyên bố nước này sẽ đóng cửa tất cả các sân bay trên đảo Luzon, hòn đảo chính của nước này, bắt đầu từ ngày 20 tháng 3 tới. Biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh nước này ghi nhận gần 190 trường hợp mắc COVID-19. Toàn bộ hành khách muốn ra nước ngoài sẽ phải rời khỏi Luzon trong vòng 72 giờ sau khi chính phủ áp đặt biện pháp cách ly cộng đồng tăng cường trên toàn bộ đảo bắt đầu từ đêm qua. Hoạt động giao thông đi lại trên thế giới đang ngày càng có nhiều thay đổi kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Mong rằng là những người dân khắp nơi sẽ cùng chia sẻ, thích nghi với giai đoạn khó khăn này. Thông tin chúng tôi xin được tổng hợp trong cụm tin vắn đáng chú ý sau đây. Khoảng 8.500 người đã đổ xô qua biên giới Ba Lan với Ukraine, Đức, Litva, Cộng hòa Séc và Slovakia sau khi Ba Lan hôm 16 ngày 13 tháng 3 tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới với người nước ngoài và cách ly những người trở về nước. Nhiều tuyến đường tắc nghẽn lên tới 50 km. Những người muốn qua biên giới Ba Lan đều phải chờ đợi hàng chục tiếng đồng hồ để được đo thân nhiệt và thực hiện một số kiểm tra sức khỏe khác. Hiện tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Ba Lan là 238 ca với 5 ca tử vong. Tại Pháp, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Chính phủ nước này đã đưa ra những biện pháp trong ít nhất 15 ngày tới. Người dân Pháp chỉ được ra ngoài để khám chữa bệnh, mua nhu yếu phẩm. Nếu đi làm phải có giấy chứng nhận mục đích đi lại của Bộ Nội vụ. 100.000 cảnh sát sẽ được huy động để giám sát hoạt động đi lại của người dân. Tất cả các trường học cũng đã đóng cửa từ ngày hôm qua. Sự bùng phát của dịch COVID-19 tại Mỹ đang tác động mạnh mẽ tới mọi ngõ ngách đời sống kinh tế của nước này, bao gồm cả những lái xe công nghệ cho các hãng Uber và Lyft. Phần lớn những người lái xe taxi công nghệ tại Mỹ là những người chưa có việc làm ổn định, những người đã nghỉ hưu hoặc là cần có thêm thu nhập do công việc chính chưa đủ để trang trải cuộc sống gia đình. Các tài xế phải thường xuyên vệ sinh, xịt khử trùng xe sau mỗi lần chở khách. Do đó, trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Mỹ đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm bệnh vẫn tiếp tục gia tăng, thu nhập giảm và nguy cơ lây nhiễm cao đang khiến nhiều lái xe taxi công nghệ phải tính đến khả năng tạm thời ngừng hoạt động. Thưa quý vị, rõ ràng thời điểm này thì khẩu trang đã trở thành một vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Và chính sự quan trọng và thương nhân này đã tạo ra một nguồn cảm hứng cho những nhà thiết kế. Họ nghĩ ra những mẫu khẩu trang trên sàn catwalk. Không chỉ dừng lại ở đó, còn có rất nhiều những điều thú vị khác nữa. Mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu. Khẩu trang, đồ vật không thể thiếu ở bất cứ đâu trong thời điểm cực kỳ nhạy cảm này. Khẩu trang ở bệnh viện, khẩu trang trong khu cách ly,
khẩu trang nơi công cộng. Vậy khẩu trang trên sàn catwalk, tại sao không nhỉ? Những sáng tạo của các nhà thiết kế đã mang đến một diện mạo mới cho những thứ tưởng chừng như chẳng thể thời trang được. Vậy là khẩu trang trở nên thời trang. Tại tuần lễ thời trang Paris 2020, một thương hiệu thời trang đã giới thiệu bộ sưu tập mặt nạ khẩu trang thiết kế nhằm hưởng ứng tinh thần chống dịch bệnh. Và tất nhiên là khẩu trang trên sàn catwalk cũng rất độc đáo và kỳ lạ. Thay vì che nửa khuôn mặt, những chiếc khẩu trang này được làm che cả khuôn mặt. Thay vì một màu xanh đen thường thấy, thì khẩu trang được phối màu khớp với màu trang phục. Hay được làm bằng chất liệu len để phù hợp với những nơi có khí hậu lạnh. Còn tại tuần lễ thời trang New York, dịch bệnh cũng làm đảo lộn các buổi trình diễn. Trong số đó thì Philip and David Bow, hai nhà thiết kế đã mang đến những bộ sưu tập độc đáo, khẩu trang đính đá, kết hoa với họa tiết ăn nhập với bộ trang phục. Hay là khẩu trang được làm bằng hàng trăm viên Swarovski, khẩu trang được lấy cảm hứng từ đèn disco, từ các bộ phim hoạt hình, hay khẩu trang dành riêng cho cô dâu trong ngày cưới. Cùng với các nghệ sĩ nổi tiếng, những chiếc khẩu trang này được xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, đi kèm với những thông điệp về tự bảo vệ sức khỏe bản thân. Và chính những sự sáng tạo này cũng biến những chiếc khẩu trang trở nên rất đắt đỏ. Thế nhưng, thế giới thời trang là như vậy, cập nhật và sáng tạo để tạo nên những điều thú vị, những thông điệp tích cực giữa dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp này. WHO ngày hôm nay đã gửi đi thông điệp mới là những lời cảm ơn chân thành đối với những người đang tham gia chống dịch. Xin cảm ơn. Thông điệp nhân văn này hy vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những người đang ngày đêm góp sức đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Đây cũng là nội dung cuối cùng của bản tin toàn cảnh phòng chống dịch COVID-19 của chúng tôi ngày 18 tháng 3 hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các đồng nghiệp, tới các cán bộ y tế dự phòng, những y bác sĩ đã không quản ngày đêm, hy sinh và chịu đựng những rủi ro trong công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân COVID-19. Tất cả các cấp chính quyền, lực lượng chức năng đã làm việc liên tục không mệt mỏi để ngăn chặn sự lây lan của virus. Xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những người bạn của chúng ta trong công việc truyền thông đã đưa tin về COVID-19 và góp phần truyền đi những thông tin chính xác kịp thời tới cộng đồng. Xin được gửi lời cảm ơn tới các anh chị bảo vệ đã kiên nhẫn trước những phản ứng không hợp tác của những người không muốn sát khuẩn tay hoặc không muốn kiểm tra thân nhiệt trước khi vào các tòa nhà. Tất cả các nhân viên vệ sinh đã ngày đêm làm việc để đảm bảo các bệnh viện, nơi làm việc, khu vui chơi và chỗ ở của chúng ta luôn được sạch sẽ. Xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã và đang làm việc ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống COVID-19. Xin cảm ơn. Namaste. Thank you very much. Merci beaucoup. Ta tên đã, xia buông á. Xia xia. Xin cảm ơn. Khắp trái lên lại. Tô trẻ. Cảm ơn Margaret. Maraming salamat po. Arigatou gozaimashita. Cảm ơn. Xin cảm ơn.